cô Hến, nhìn ngọt nước thế. Bác nếm bao giờ mà biết ngọt. Thôi, bác chuyển tính năng tán gái sang chế độ im lặng đi. Giờ ra đường gặp mấy người xinh đẹp như cô Hến mà tôi cứ rớt nước mắt. Sao thế bác? Ngày xưa con vợ tôi cũng thỏ non, ngây thơ lắm. Nhưng từ ngày lấy về, không biết ăn phải bùa phải bả gì mà giờ biến thành con sư tử, suốt ngày gầm gừ, ôm cái ví, rõ khổ. Thì các bác cũng trở thành chuyên gia hết rồi còn gì? Chuyên gia gì? Thì chuyên gia nói số vợ, chuyên gia đứng núi này, trông núi kia, là cả các đại loại. Ông tám lạng, ba nửa cân thôi. Thank you.